Bữa nay anh Bằng tiếp tục vô mình bắt heo nữa nè các bạn. Mình chuẩn bị xe mình để mình đi giao mấy con cho khách nè. Rồi bây giờ anh Bằng vô rồi anh Bằng bắt heo rồi mình mình đi giao luôn nha. Bữa nay vô bắt mấy con anh Bằng? Chào bà con. Bữa nay vô bắt có 8 con à, lỏng lẻo quá. Ít quá. Anh kệ đi, cố ông đỡ không? Bà con lúc này khỏe không? Mình thì cũng khỏe. Nói chung ra giá heo lúc này thì chung ra cũng cái đàn mà mình bắt 25 con đó thì mình có mần hết một con để ăn chống dịch, còn lại là 24 con mình đã sức 98 ngày nuôi mình đã sức được 12 con và mình thu hồi vốn được 70% rồi các bà con. Xét giá bao nhiêu vậy anh? Sức giá là 57. Còn 12 con này có cuối tháng này hoặc là đầu tháng mình sức mình sẽ để cho lên một tạ trên tạ mình mới sức. Nó Rồi số 7 kg 8 kg đó. bắt bài này rồi còn 16 con còn lại chừng nào bắt nữa anh? Còn 16 con còn lại thì 10 ngày sau vào ngày 17 âm lịch tới. Dạ, bữa nay mùng 7 ha, 10 ngày nữa ha. Tại vì cũng đang trong đang xây thêm ô á, thêm chuồng trại cho nên đợi xây xong rồi sẽ bắt về nuôi. Các bạn có cần anh Bằng mà tư vấn về mà vấn đề mà nuôi heo để nhanh lớn á thì các bạn cứ kết bạn với mình đi để mình gửi số để cho anh Bằng tư vấn cho các bạn nha. Hiện Nói tại ra cái gì cũng vậy, bà con chăn nuôi mình á thì đã một khi đã bước vào chăn nuôi thì đừng nên tính toán so lo về so đo về cái thức ăn, cái tiền nào của nấy hết. Thứ nhất là bà con phải chọn được con giống tốt để mà nuôi. Thứ hai nó nguồn thức ăn của bà con phải đảm bảo hàm lượng và dưỡng chất thì con heo bà con sẽ ăn sẽ là mau lớn thôi. Còn tiền nào của nấy à, còn bà con cho ăn phối trộn. Trước mắt là mình sẽ giảm thiểu được cái chi phí nhưng mà mình lạm dụng cái phối trộn nhiều quá thì thời gian con heo bà con sẽ nuôi trong vòng từ 5 đến 6 tháng bà con mới được xuất chuồng. Thì trong thời gian 5 đến 6 tháng đó thì giá cả có biết là nó còn được giá cao để cho mình kịp thời để mình bán hay không? Còn đây mình thì bắt bất kể một đàn heo nào về mình cũng vậy, mình phải quy định là trong thời gian là 4 tháng nuôi. Nhưng mà tùy theo phát triển của đàn heo có thể 3 tháng 10 ngày, 3 tháng 20 ngày là mình sức. Nhưng mà tối thiểu là phải là 4 tháng. Là mình nó sẽ quy định là trong 4 tháng là nó sẽ ăn bao nhiêu tiền thức ăn là bao nhiêu đó và 3 tháng 10 ngày cũng bao nhiêu đó tiền thức ăn. Đó, cho nên con heo nó phát triển rất là tốt. Còn bà con cho ăn phối trộn 5 tháng 6 tháng con heo mới được tạ thì lúc đó bà con bán giá cả thị trường nó không đợi bà con đâu. Nhưng mà thời gian đôi khi bây giờ nuôi heo thì dịch bệnh nó xảy ra nhiều rồi thời gian kéo dài biết là dịch bệnh có xảy ra hay không, cho nên mình giảm thiểu thời gian nuôi, thời gian chăm sóc và thời gian bà con kéo dài điện nước nó sẽ tăng lên và chi phí ví dụ như tiền lãi suất ngân hàng bà con phải tăng lên, chăm sóc sẽ dài hơn. Còn mình trong một ô chuồng thì mình quy định là một năm mình phải nuôi tối thiểu là phải được là 3 lứa heo, tại vì một đàn heo mình nuôi chỉ trong vòng 4 tháng đổ lại thôi. Cho nên chi phí xây chuồng trại của mình thì nói chung ra mình nuôi xây thì mình nuôi một đàn heo là mình đã đủ vốn được cái phí để mình xây chuồng trại rồi đó bà con. À, anh Bằng bắt heo lần trước á, là hiện tại là có rất nhiều anh chị á, là xin số của anh Bằng. Hiện tại là mình đã cho gần 40 số đó các bạn, 30 mấy số rồi đó, là những khách hàng của mình á, là gọi điện rồi anh Bằng quay trực tiếp cân heo theo ví dụ như tuần hoặc là 2 3 tuần gì đó, cân một lần để cho khách hàng nắm là con heo tăng trọng được bao nhiêu luôn đó các bạn. Đây thì mình cũng nói cho bà con biết, nếu như mình cho ăn theo trong dạng mà máng nước không có máng lắt, tốc độ phát triển của con heo sẽ giảm đi 30 đến 35% nếu bà con cho ăn vừa kèm theo máng nước và phải có máng lắt thì con heo của bà con sẽ đạt trọng lượng tốt nhất và nhanh nhất. Trong nếu như thời gian con heo bà con nuôi mua về nuôi trọng lượng con heo bình quân là 10 kg đi thì bà con nuôi trong vòng 20 ngày bà con sẽ bắt lên cân thì con heo đạt tối thiểu phải là 20 kg, nếu đạt trọng lượng tốt là 22 kg một con nếu con heo 10 kg đó, bà con phải theo dõi. Còn thức ăn của heo thì con heo mình nó phát triển nó ăn theo chế độ ăn là một tuần phải tăng lên, tăng tăng dần lên theo hàng tuần. Một tuần là con heo nó sẽ ăn mạnh thêm một chút, bà con cứ cho ăn thoải mái không phải sợ cái gì, như heo mình mua có nguyện về mình không bao giờ mình sợ E. coli đâu.
cho ăn thoải mái, ăn được bao nhiêu thì ăn, ăn càng nhiều càng tốt. Chứ không phải là mình sợ E. coli, mình cho ăn hạn chế đi thì con heo của bà con sẽ bị sượng con heo, và bà con nuôi muốn nhanh cũng không được. Đó, cho nên mình nuôi cái gì cũng vậy, mình cũng đã tính toán vào cái tiền thức ăn cho nó rồi, cho nên mình không có bị cái áp lực tiền thức ăn cho heo. Là mình đã quy định là mình nuôi trong vòng con heo 10 kg, trong vòng 2 tháng là sẽ đạt trọng lượng 55-60 kg, rồi còn lại 40 ngày còn lại, 40 kg còn lại thì lúc đó mình chỉ cái việc đi uống cà phê trong chờ tới ngày để xuất bán thôi bà con à. Còn bà con cho ăn phối trộn, lạm dụng phối trộn nhiều quá, nói chung là trước mắt thì bà con sẽ thấy rẻ hơn đó, nhưng mà lợi ích chỉ được một thôi, nhưng trong đó có hại tới 3 lần. Nhưng mà mình đôi khi mình không thấy. Rồi thời gian bà con nuôi kéo dài 3-5 tháng, 6 tháng bà con ngày dài tháng rộng, bà con cộng phí lại đi còn hơn mình nữa. Cho nên mình quy định bao giờ chỉ một con là 6 bao thức ăn thôi, và 200 ngàn tiền phụ phẩm nữa là con heo mình đã đạt được tạ rồi. Mình cho nên mình không bao giờ bị cái áp lực là tiền thức ăn về con heo, tại mình đã biết trước là như vậy rồi. Còn tất cả heo con về bà con nên hạn chế tiêm chích cho heo, vì mỗi lần tiêm chích con heo nó sẽ chai con heo và nó sẽ chậm lớn. Bà con cái gì cũng vậy, cho ăn là thành phần dinh dưỡng nó phải tốt mới được, chứ còn cho ăn mà nước lỏng bỏng mà không đủ dinh dưỡng con heo bà con muốn lớn được đâu. Còn khi mà bà con đã nuôi con heo mà con heo của bà con đã bị sượng bị chai rồi, bà con có cố cho nó ăn nhiều vô nữa cho mau lớn, không lớn không nổi đâu bà con. Bà con hạn chế cái chế độ là cho ăn làm sao mà nó hạn chế bị đi tiêu chảy. Phát hiện tiêu chảy thì bà con ở trên điều trị sớm cho nó dứt điểm đó. Rồi chuồng trại của bà con nuôi thì bà con nên vệ sinh cho nó sạch sẽ, chứ để đôi khi á, từ cái phân, từ cái nước đái con heo sẽ làm ảnh hưởng đến con heo, nó thường hay dễ bị bệnh về cái đường hô hấp của con heo, thì con heo của bà con nó cũng ảnh hưởng. Mình cái gì cũng vậy, nuôi thì mình phải theo dõi con heo, mình phải tìm hiểu và mình phát hiện kịp thời để mình khống chế những cái con heo nó bị yếu, nó không được bình thường, thì mình sẽ được giảm thiểu được cái sự rủi ro, cho nên lợi nhuận của mình sẽ được tăng cao hơn. Như mình nuôi của heo của về của nguyện về chưa bao giờ mà xảy ra hao hụt con nào đâu bà con. Cho nên mình cái gì cũng vậy, phát hiện phải kịp thời và mình tiêm chích, cái nào nên tiêm thì hẳn tiêm, còn không thì không nên tiêm. Cho nên heo có nguyện về, nói chung ra mình mỗi một con mà tiền thuốc cho mỗi một con hỗ trợ tiền thuốc thì 50 ngàn không bao giờ hết nổi. Thì hôm nay thì mình vô bắt 8 con à, để trong đường xa thì đi cũng này cũng số lượng cũng ít quá, cũng ấy thì hơi hẹn bà con 10 ngày nữa đi, rồi có những gì đó, rồi mình sẽ nói hết cho bà con nghe những cái câu kinh nghiệm mình chăn nuôi hồi xưa tới giờ. Rồi bà con nếu có gì bà con cứ viết vào bình luận dưới video đây, rồi có gì thời gian mình rảnh mình xem, rồi có những câu hỏi nào đó rồi mình sẽ phản hồi trả lời lại để cho nhiều khi nhiều bà con khác cùng biết. Rồi xin chào bà con. Dạ. Rồi bây giờ mình tiến hành mình bắt heo nhanh. Rồi bây giờ anh Bằng kéo xe vô để mình bắt heo nha các bạn. Hôm nay anh Bằng bắt trước 8 con để mình quay vô số lượng heo anh Bằng bắt cho các bạn xem tham khảo nha. Đây mình quay cho các bạn xem nè. Ở đây là mình có 2 con gửi ở trên đây á, là không phải bầy của anh Bằng nha. Còn anh Bằng bắt 8 con còn lại nè. Như cái con mà có cái đường mực đó là cái con bầy khác mình gửi qua. Rồi còn mấy con này là của anh Bằng bắt nha. Heo này dao động là từ 14 đến 18 kg nha các bạn, tùy theo con lớn nhỏ nha. Còn để mình quay tiếp cho các bạn xem cái bầy mà anh Bằng khoảng chừng 10 ngày nữa anh Bằng bắt nè. Đó, bầy này thì cái video trước thì mình cũng quay cho các bạn tham khảo rồi đó. Bầy này thì 16 con nha, 10 ngày nữa thì anh Bằng bắt, thì anh Bằng sẽ chia sẻ thêm để kinh nghiệm để các bạn nuôi heo bằng hèm cộng với thức ăn để cho heo nhanh lớn và đạt hiệu quả cao nha. Rồi mình đã bắt 8 con cho anh Bằng xong rồi nè các bạn.
Để mình quay số ký cho các bạn xem nè. Số ký thì hôm chiều hôm qua mình cân rồi, mình có ghi trên lưng á. Ví dụ như con này là 13,5 kg nè, con này 14 nè, đó 15, 13,5 kg, mình tính 13 thôi, mình không có tính 14 nha các bạn. Đó, heo này là dao động là từ 13,5 kg đến 17,5 kg. Mình cân hôm qua, hôm nay là chắc có thể là nó tăng lên á. Hôm qua là mình không có cho ăn rồi mình cân, rồi hôm nay nếu mà về nó ăn no luôn là nó tăng lên con chắc cỡ 300-400 g á các bạn. Rồi bây giờ anh Bằng bắt heo lên xe. Rồi anh Bằng bắt heo xong bây giờ buộc lại nha. Rồi heo về nhà mới nhanh lớn nha, đạt trọng lượng theo ý muốn của anh Bằng nha. Rồi anh Bằng còn cái gì chia sẻ cho bà con anh Bằng? Chào bà con, thì hôm nay mình đã hoàn thành 18 con heo này, thì mình hẹn bà con là 10 ngày nữa mình sẽ bắt 16 con nữa. Và sau này mình sẽ bắt thêm nhiều nữa, nhưng mà mỗi một lần mình vô đây là mình bắt nếu dưới 20 con mình sẽ không bắt, từ 20 đến 30 con. Chứ mình sẽ ra cái điều kiện cho nguyện, tức là có thưởng sẽ có phạt. Tức là đàn heo nào mình đã dặn của nguyện á, là trong vòng 40 ngày từ ngày đẻ, 40 ngày sau mình sẽ bắt con nào đạt trọng lượng từ 8 kg đổ lên thì mình sẽ cộng cho nguyện, cái giá thị trường mình sẽ cộng cho nguyện là 50.000 một con. Còn con nào dưới 8 kg thì mình sẽ phạt lại 50.000, để khuyến khích tinh thần cho nguyện chăm sóc cho heo cho kỹ cho tốt của bà con. Nói chung ra nuôi cái gì cũng vậy, giá cả thị trường thôi. Còn lại mà cứ trên 8 kg thì mình sẽ tặng riêng là 50.000, cộng thêm 50.000 cho một con. Kèo này ngon anh, kèo này là em thắng chắc đó anh ơi. Biết là chắc rồi, vậy mới khuyến khích tinh thần cho em nuôi được, và anh cũng dễ chăm nữa. Dạ, cảm ơn anh Bằng nha. Đây cũng nói với bà con, tức là đàn heo này dao động từ 13,5 đến 17,5 một con một ký, thì xô thì nó cũng nằm 15 kg. Thì mình sẽ nói bà con là mình nuôi trong vòng 95 ngày là heo này sẽ vô tạ nha bà con. Rồi cảm ơn anh Bằng đã chia sẻ kinh nghiệm nuôi heo cho bà con, để bà con nuôi được thành công hơn nha. Nói chung ra cho bà con nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình mình, ví dụ như mình nuôi tùy theo khả năng của bà con. Khi mỗi người nuôi, mỗi người có một cái khả năng riêng, một cái hoàn cảnh riêng, mình cũng không thể nói hết được. Cho nên bà con nuôi ví dụ tùy theo cái khả năng và mức độ riêng của mình, để rồi mình chăm sóc cho con heo. Ví dụ mình nuôi thì mình nuôi có thể là 70% tổng đàn thôi bà con, để mình chăm sóc cho con heo nó được tốt hơn thì mình sẽ thu được về cái lợi nhuận sẽ cao. Chứ còn bây giờ mình nuôi số mật độ chạy theo cái số lượng, nhưng chất lượng mình không có, rồi lúc có sự rủi ro xảy ra mình sẽ là người thua thiệt thôi bà con. Còn một khi mình đã quyết định nuôi con gì thì mình phải làm cho tốt thì mình sẽ thu về cái thành quả tốt. Rồi chào bà con, hẹn bà con 10 ngày nữa. Rồi chào anh Bằng nha. Rồi bây giờ anh Bằng với tài xế anh Bằng chuẩn bị về các bạn ơi. Chào bà con nha, hẹn bà con 10 ngày nữa. Rồi những gì mà kinh nghiệm mình xưa giờ thì 10 ngày nữa mình sẽ chia sẻ hết cho bà con, để mà rút kinh nghiệm trong chăn nuôi thôi, chứ không phải là mình chỉ dạy ai hay là bắt buộc ai phải làm theo mình nha bà con. Chào. Rồi. Dạ.